Đứa nhà mình mới có 4 tuổi nên đánh cái vợt ngắn ngắn thế này cho nó thoải mái. Nhưng mà cái lưới nó lại là cái lưới nhựa các bạn ạ. Thế nên hôm nay mình sẽ đi đến cửa hàng cầu lông để thay quả lưới xịn cho dứa nhá. Và kết quả là bệnh viện trả về các bạn nhá. Ông chủ hàng cầu lông bảo là cái vợt này, vợt sắt, nếu mà căng lên là nó méo, thôi cứ đánh thế này cũng được. Mình cũng đang muốn tìm một cái vợt khác nó kiểu như thế này nhưng mà khung carbon ngắn ngắn như này cho dứa tập đánh, nhưng mà chưa tìm thấy được. Thôi đi cả nhà mua ủng hộ bố con tớ một cái vợt nhá. Con này hơn 4 lít. Đấy, căng dây từ 9 cân rưỡi đến 11 cân tùy theo các bạn nhá.